ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại Glow Spa, địa chỉ tại khu 1, thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa, đã có lễ ký kết hợp tác nhượng quyền với chuỗi spa Dr. Amitabh Faywas. Dr. Amitabh Faywas có mạng lưới là hơn 390 chi nhánh trên toàn quốc, tập trung giá trị cốt lõi là chăm sóc da, bắt đầu từ rửa mặt, điều trị các bệnh lý về da, chuẩn phác đồ điều trị của tiến sĩ da liễu trung ương, đồng thời cung cấp dòng dược mỹ phẩm cao cấp, phù hợp với khí hậu và môi trường, thói quen sinh hoạt của người Việt Nam. Chuỗi Dr. Amitabh Faywas cung cấp các sản phẩm rửa mặt cao cấp được nghiên cứu và sản xuất bởi đội ngũ tiến sĩ, bác sĩ dày kinh nghiệm, đó là tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hóa, nguyên viện phó Viện Da liễu Trung ương, kiêm trưởng khoa laser và tạo hình thẩm mỹ, bác sĩ Nguyễn Quỳnh Ân, phó giám đốc Trung tâm Viện Khoa học và Quản lý Y tế. Glow Spa cam kết luôn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất, cùng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng quý khách hàng trên hành trình chinh phục nhan sắc và tận hưởng cuộc sống. Nhân dịp khai trương, Glow Spa đang có chương trình ưu đãi giảm giá tất cả các dịch vụ lên đến 50%. Mọi chi tiết xin liên hệ Glow Spa, địa chỉ tại khu 1, thị trấn Quán Lào, đối diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Định, hotline 0914 096 170. Glow Spa rất hân hạnh được phục vụ quý khách.